trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều những tình huống cãi vã của các cặp đôi khi đi trên đường. Không biết ai đúng ai sai, nhưng đa phần sự ủng hộ sẽ nghiêng về các bạn nữ. Trong tình huống ngày hôm nay, bạn nữ sẽ là người to tiếng gây gổ với bạn nam ở giữa đường. Liệu rằng sự ủng hộ có còn nghiêng về phía phái nữ? Chỉ có mỗi bạn anh nhắn có gì đâu. Sao lúc này bạn anh nhắn tin? Sao lúc này bạn anh nhắn tin? Chị nhắn tin hẹn giờ quay. Chị nhắn tin hẹn giờ quay. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, diễn viên Anh Tú và đây là diễn viên Cẩm Tú. Ngày hôm nay Song Tú của chúng ta sẽ trong vai là một cặp đôi có xích mích với nhau. Bạn nữ này sẽ rất là ghê gớm và đánh đá, cãi bạn trai, mắng bạn trai ở ngoài đường. Và ngày hôm nay anh chàng này sẽ trở thành một người yếu thế hơn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là mọi người xung quanh sẽ phản ứng như thế nào nhé. Tình huống ngày hôm nay sẽ diễn ra quanh khu vực Nguyễn Du, Hồ Hoa Lê, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Dừng xuống! Dừng! Đổ xe rồi! Không sao? Anh mở điện thoại ra! Để xe ở đấy, anh mở điện thoại ra! Vậy? Bây giờ anh mở điện thoại ra, có điện thoại thôi mà anh không phải mở ra là giống như nào? Cô gái đang có những lời nói to tiếng với bạn trai của mình. Không có gì cả. Bạn nào tại sao không cho em xem được không? Thôi đi. Không, ngồi đây. Không. Ngồi điện thoại ra đi. Mở điện thoại ra. Mày mở cái điện thoại ra. Chị không biết được. Tiếng cãi vã đã thu hút ánh nhìn của những người dân xung quanh. Không lấy, lấy nhau về nơi rồi mà. Mày mở điện thoại ra cho cô. Sắp là vợ chồng mà xưng hô mày tao với chồng lại ngay giữa phố nơi đông người là điều rất không nên. Kệ nó, không có vấn đề gì. Không có hiểu nhầm gì cả. Để các bạn phải để cho. Mày nói đi có là như thế. Để chị để không cần. Nếu mà cô đợi bảo đi. Mày là mày muốn gì? Mày muốn gì? Mày mở điện thoại ra. Bao nhiêu là người lớn ở đây? Mày mở điện thoại ra để xem nào. Họ đi về nhà giải quyết không cần nói được mắt cười cho chị không biết là chị bảo nó mở điện thoại ra đây là bao nhiêu người làm chứng cái này hiểu lắm gì mày đưa điện thoại ra đây kể cả có đi chăng nữa cũng không có vấn đề gì mà cứ tao phải ra thôi em cũng mở điện thoại không với tên cần biết em có lòng dạ không cần biết mày có tin mạch sinh đây cần gì ok mày cứ cười nhảy nghe phải thế nghe các cô mày cũng cần phải cái lòng dạ bây giờ phải nói thật với nhau cái chính là phải nói thật với nhau nhưng mà đây cháu hỏi nó không nói. Sau một hồi nghe lời khuyên can của những người lớn tuổi, có vẻ cô gái đã dịu đi phần nào. Đi cho ai dừng xe lại. Dừng xe lại. Dừng. Xem. Họ sẽ dừng lại trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Du. Mở điện thoại ra xem có gì. Anh đưa điện thoại đây. Đưa điện thoại đây. Mở điện thoại ra. Ôi, không phải em đi. Anh bao người nhìn kìa. Anh nhìn thấy người ta. Giữa đường giữa phố này. Anh mở ra đây. Anh không mở ra đây em hết ra đây. Có cái gì đâu. Mở điện thoại ra đây. Nhanh chút lên. Bạn anh nhắn tin có gì. Làm cái gì mà bạn mở điện thoại ra. Nhanh. Mày cứ đi về. Chị thấy một cái gì ấy. Về đến giải thích cho. Chẳng có gì phải giải thích nữa cả. Giờ nói bao lần em nghe đâu. Bây giờ mình về nhà mình bình tĩnh. Ngồi xuống ghế. Bao lần về nhà bình tĩnh. Em
phải nói nhẹ nhẹ, không phải là mình đúng này thì là mình sai này. Em chẳng sai cái gì cả, rõ ràng là bây giờ là người ta chỉ nhìn thấy hành động thôi, nhưng người ta không hiểu là trong lớn như thế nào. Bảo bạn về nhà hay cứ về nhà thì nói mở ra bạn không mở được đúng không? Có cái điện thoại thôi chú, bây giờ không hay nhỉ. Sờ sồn ở đây hay cứ đứng đây mà cắt nhọc thì giải quyết được cái gì. Người lớn tuổi người ta nói thế nghe lời chứ sao không được. Sao không được cái gì? Người ta cười cho. Em thấy chưa? Cho em nói bao lần người chứ. Nó bảo là đi kết người già rồi. Cái nhá. Có nhắn tin thì chứng thức ra ngoài luồng. Mình em đời ở kiếp với nhau mà sợ gì? Có cái này bỏ qua. Cháu chả làm gì sai cả. Bây giờ có gì phải thẳng thắn với nhau. Kể ra nhé. Cháu cô nói này. Có khi những cái người người ta yêu đơn phương chồng cháu, người ta nhắn tin gì đi chăng nữa thì bỏ qua cái gì, cái gì nó vẫn là mình, cái thiết thực là cái người ta anh phải giấu cháu đời tiếp bên đây, cái này vứt không có là cái gì ở trong người mình đâu. Quay đi. Xem được gì? Mở ra xem anh nhắn tin. Bạn anh nhắn tin gì với nhau đấy? Bạn anh nhắn cái gì không? Mở ra em xem nào, nhanh lên. Mở ra đưa đây, điện thoại của anh đâu? Điện thoại của anh đâu? Đưa điện thoại đây. Đấy. Đây mày còn chối không? Đây mày còn chối nữa không? Cái gì, anh còn chối cái gì đâu? Ôi. Em bình tĩnh bây giờ, em nghe. Ở của Nguyễn Du Liên Chỉ đi ra đây luôn đi, nhanh lên. Được rồi, quán nước mì ấy nhá. Theo kịch bản, diễn viên nữ sẽ gọi hai người bạn nữ của mình đến xử lý chàng trai. Anh. Thôi chị ạ, bây giờ sắp cưới rồi. Chỉ có toàn bạn bè anh nhắn tin còn cái gì đâu. Thôi em ạ. Cho anh, cho em bên kế hiểu lầm mà thôi. Không, anh để yên cho em. Thôi. Ra đây nào, chơi thế nào. Ra đây, thế này, cái này cũng có thể quét. Thôi. Anh thanh niên đang rất nhiệt tình giúp đỡ, ngăn cản sự giận dữ của ba cô gái để tránh xảy ra xô xát. Một người à? Chả là một người, ai một người đấy? Ai một người? Không, nhưng mà bây giờ không giải quyết thì sau này... Đúng rồi, cưới nhau về xong rồi bắt đầu lại như thế nữa, anh mở ra. Em thử mở đi thôi. Mình sắp cưới rồi có cái gì đâu. Ngày nào cũng nhắn tin với nhau, hôm nào nó cũng nhắn tin với nhau. Thôi, thì về ai? Mở sách này nhắn cho ai? Nói nhắn tin cho người yêu cũ. Người yêu cũ thế sao không cưới nữa? Mày là cưới mày là đầy yêu hơn rồi. Chị chủ quán nước đã dùng những lời rất thật lòng để khuyên can cô gái. Xin cảm ơn anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ và khuyên can trong tình huống này. Anh có cái gì để khẳng định không? Nó cười, nó yêu mày nhất thì nó mới cưới mày. Em có thể quan tâm này. Em thấy hiểu lầm thôi mà. Không, chẳng có hiểu lầm gì cả. Sao mày phải ghét? Mày còn đẹp hơn nó nhiều. Không, phải được. Tôi bình tĩnh thôi, tiếng về hai người nói thì nói chuyện được với nhau. Tôi vâng, đây chỉ là tình huống của chương trình Camera Dấu Kín. Chương trình xin cảm ơn anh chị, cô chú với những tấm lòng vàng giúp đỡ cho hai diễn viên. Xin cảm ơn các nhân vật rất nhiều. Có cái gì đấy thì mình lên về nhà phân tích hoặc nói mình phải đặt ra mọi vấn đề. Có thể là trước đấy có các bạn nó vẫn người yêu nó theo, có khi nó phá mình thì cũng không nên vì những cái đấy mà để cho tình cảm sứt mẻ. Từ chị em phụ nữ bao giờ có cái ức chế riêng của người ta khi mà bị tổn thương về tình cảm nên dễ hay có những cái hành động người ta không kiểm soát được. Thế nên lúc em mình phải bình tĩnh để xem người ta nói gì, xong mình cứ phân tích cho người ta hiểu để người ta còn rồi có cách giải quyết của người ta. Thế bạn gái hơi nóng tính thì thành ra là
giữa hai bên nó có cái sự hiểu lầm. Nếu bình tĩnh một chút thì sẽ giải quyết êm đẹp. Là nên tin tưởng nhau, và khi mọi vấn đề xảy ra phải thật bình tĩnh, chân thành, cởi mở, tin tưởng thì mới có hạnh phúc được. Sau có cái chuyện gì thì nên nhẹ nhàng hòa nhau, không nên kiểu mà có xô xát tình cảm để ra ngoài đường ạ.